Ok, sau khi mọi người tạo về phần đêm xong, ok rồi thì phần tiếp theo phần ghi chú. Giả sử đây có một bức tường đúng không? Mình lấy ví dụ như vậy mà mình mới ghi chú cái tường này, tường chống cháy hay một cái gì đấy, sau này chúng ta là ống nắng như vậy, thì mà muốn ghi chú này thì ghi như thế nào? Thì để ghi chú này thì mọi người vào cái phần modify này, phần view để phần annotation này, người tách này. Đấy thế này, nhất là mọi người tách nhiều dạng. Khi mà ghi chú nhiều dạng, một là chúng ta dạng là như thế, như vậy là mình tách không, hay là tách bao gồm cái mũi tên đấy, như là hành ngang hay xéo vậy, mình chọn này đúng không? Đấy, và đây là dạng của ghi tách như thế nào, như mình muốn như vậy. Đấy, mọi người gạch ra chẳng nghi tường chống cháy ạ, đúng không ạ? Đấy, như vậy mọi người hãy thi vào này, mình edit thay nó này. Đấy, thì mọi người thấy này, mình đã được create một loại mới có gọi tên là ngạn. Ok, chấm hai những loại tách cái loại là 2.0 nhá. Ok, thì mình thấy tương tự như cái màu sắc của này là gì, màu là gì? Ok, lightweight là cái bề dày của thằng này là bao nhiêu, thường đấy là một. Các bạn thứ hai là cái leader bao giờ offset từ từ thằng này, từ thằng này nó bao nhiêu, giả sử như bây giờ đang là 2.5 mình số 1. Ok, vậy cái thì thằng này nó sẽ hai này sẽ gần nhau hơn đúng không? Để đi lại này, xem chọn là bằng 3 hạn nó xa nhau này. Đấy, thấy không? Xa nhau này. Đấy, từ bên chúng là 1 này. Đây là từ khoảng cách từ thằng này tới tới điểm này này. Đấy, thì 1 này, apply. Đấy, ngắn lại được chưa? Như vậy, cái leader này là cái này, thằng này, mũi tên này là nó dạng này, dạng thằng này ạ. Đi này, apply. Đấy, mình sẽ đổi thành cái dạng này khác. Mũi tên nó là gì? Rồi. Đấy là phần này. Tiếp theo là cái form chữ. Form này là mình muốn form gì? Đổi thành form time như lên ạ. Kiểu time như lên lại đấy. Thì tự động nó sẽ đổi cái form chữ cho mình. Yeah. Rồi cái chiều cao chữ là bao nhiêu? Nhận như mình đổi là 2. Không, đấy, thay. Rồi. Cái table size là gì? Và cái thằng này chính là cái cái bottom bot hay là index, nghĩa là cái được là nó làm nghiêng hay không, hay là có tô đậm hay không, đấy, hay là có cái gạch chân dưới không, đấy, yeah. Và cái width factoring nghĩa là cái khoảng cách giữa cái thằng này, mình thường mình chọn 0.75 là đấy, đấy, thấy chưa? Mình thấy là cái phần này tính là phần hai cái này. Nhất là một cái vì được text vào và edit cái text này, sau này mọi người tạo ra một cái text riêng cho công ty mình, sau đấy mọi người có thể sử dụng nó cho các dự án sau, không cần phải tạo lại nữa. Ok ạ.